Trời ơi, đi đứng kiểu gì lại thế hả? Cô Đào ơi, tôi xin lỗi cô Đào nhá. Tôi không cố tình đâu. Tôi xin lỗi. Không có gì đâu, anh Bờm ạ. À, anh Bờm đi đâu về thế? Tôi đi chăn trâu. Tôi đi chăn bò. Cô Đào ơi, dạo này cô Đào lớn thế. Cô Đào đúng tuổi trăng tròn, đẹp cứ như là chị Hằng Nga. Mà thôi, tôi xin phép cô Đào, tôi đi chăn bò nhá. Tôi chào cô Đào nhá. Anh Bờm. Tôi đi nhá. Anh Bờm về nhá. Bò ơi, về đi. Nhìn cái gì? Cô Đào. Nhanh chân lên. Này, đây là lễ vật của phú ông bên xóm đoài đấy. Giữ cho cẩn thận. Mất là cả mạng đền không được đâu. Dạ, con chào cụ Lý ạ. Hôm nay cụ Lý cũng sang đây hỏi vợ à? Nhìn thấy ông mà không quỳ xuống mà đứng thẳng đuỗn thế này mà chào à? Quỳ xuống. Dạ, rước cụ Lý vào ạ. Con mặt ông thì không đi cánh rể được nữa chắc. Dạ không ạ, vẫn còn trẻ lắm ạ. Thiền sử cái mồm. Anh Quậy ơi, tại sao tóc anh ấy vàng thế? Đúng là cái thằng bởi ngu, không biết cái gì cả. Anh ấy, anh gọi là dân chân bò, gọi là dân chân bò gia truyền từ đời này sang đời khác. Dãi nắng dầm mưa cùng bò ngoài đồng nhiều, cho nên là hai đứa cùng một màu lông là chuyện đương nhiên thôi. Thằng nào dạo này em cũng hay đi chăn bò, thì đâm ra tóc nó cũng hơi vàng vàng. Bạn đồng nghiệp ấy mà. À mà anh Quậy ơi. Gì? Nhà ông Phú ông hôm nay có đám tang hay dỗ gì mà sao đông khách thế? Nào, vớ vẩn mồm mày đi nhá. Mày chẳng chịu chú ý gì cả. Dạ. Không thấy từ sáng đến giờ con mẹ mõ đi giao khắp làng à? Hôm nay là nhà Phú ông kén rể dâu. Kén rể dâu á? Ừ. Cơ mà kén cho ai? À, chắc là kén cho bà Chín đúng không? Này, tự bảo mồm mình đi. Anh ta linh tinh. Bà Chín phú ông yêu thương như thế, làm sao mà phú ông gả đi được? Phú ông gả đi thì phú ông yêu thương ai? Thế kén rể cho ai ạ? Thì nhà phú ông còn ai nữa? Chính là cô Đào xinh đẹp, con gái xinh đẹp nhất của phú ông đấy. Kén rể cho cô Đào á? Nhưng mà không được. Cô Đào còn ít tuổi hơn cả bà Chín nhá. Thì làm sao mà phú ông gả cô Đào đi được? Mặt ngu mà cái thuộc loại ngu, ba họ ngu, không bao giờ thông minh đột xuất được như thế nào. Thì có bao giờ em thông minh đâu. Tự động não một tí đi. Dạ. Bây giờ là kinh tế nhà của phú ông đang rất khó khăn, cho nên là phải có một chàng rể về để lo cơm, áo, gạo, tiền cho cả gia đình nhà phú ông trong lúc khó khăn này. Không hiểu. Nhưng mà anh Quậy ơi, em bảo này. Thế nhà phú ông buôn bán cái gì mà lại phá sản à? Không, có mà buôn bán bằng rời. Mà cờ bạc thì cũng ra sông ra biển hết. Đây, vào đây kể cho nhá. Dạ. Nhớ được chưa không? Đá gà với cả ông Lý Hách ở bên nhà. Đấy, đá gà thua. Bây giờ có bán cả nhà, cửa, ruộng, vườn, trâu, bò, gà, qué thì cũng không đủ đâu. Nhưng mà nguyên nhân vụ đấy nhá. Sao ạ? Do tôi đấy. Sao lại do hôm đấy nhá? Bảo là cho con gà ăn thóc. Ừ. Đói quá hiểu không? Thế là lấy hết thóc của con gà ăn mất. Nó sang đá mệt quá cho nên là thua đấy. Phen này ấy mà không kén được rể dầu thì cả nhà phú ông chỉ có nước ra đường ăn mày thôi. Mà tao cũng ở trong nhà phú ông đấy, cho nên nhà phú ông mà ăn mày là tao cũng đi ăn mày đấy. Từ nhỏ giờ ăn sung mặc sướng đi chăn bò cả ngày, chả biết cảm giác khổ như nào mà. Thương anh Quậy lắm. Này, dạ. Sao tự nhiên cái mặt tao mà lại đi tâm sự cái mặt mày ạ? Thì tại anh tâm sự với em chứ. À, mà anh Quậy ơi, em hỏi này. Thế anh có biết cái thể lệ kén rể của phú ông không? Ấy chà,
Dạ. Mày thì hỏi thế lệ làm cái quái gì? Dạ, cho mặt em... mày thì không bao giờ có cửa đâu con à. Ừ. Nhưng mà thôi, thấy mày thật thà thì cũng chia sẻ một ít để cho mày giúp con mẹ mõ đi ra khắp làng, được chưa? Điều đầu tiên ấy là không quan trọng là gần xa hay là già trẻ lớn bé gì. Dạ. Quan trọng là đàn ông. Úi giời, chứ không lẽ là đàn bà à? Đúng nhỉ. Còn điều thứ hai quan trọng đây này. Dạ. Ngươi phải có một vật cực kỳ quý giá, nhưng cái vật đấy cũng phải cực kỳ vô giá. Ơ, quý giá xong lại vô giá, cứ vô lý thế nào ấy. Thế thì mới gọi là phú ông, chứ không thì gọi gì là phú ông nữa. Dạ. Nếu ai giành chiến thắng nhá, sẽ có chiến lợi phẩm, đó là nàng đào xinh đẹp. Có nàng đào xinh đẹp mà. Ừ. Chả hiểu gì cả. Nói chuyện với mày thà nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn. Nó đi đi để cho nhà người ta đón khách đấy. Báu vật vô giá, quý giá. Con chưa đi. Giỡn người. Thưa bà con, chắc sáng ngày hôm nay bà con nghe cô mõ giao thể lệ cuộc thi kén rể của gia đình nhà chúng tôi. Vì thế cho nên bây giờ tôi cũng không nhắc lại nữa. Bây giờ xin mời bà con, ai là người giàu nhất làng này và có báu vật vô giá mà đến nghìn vàng cũng không mua được thì người đấy là người được trúng tuyển, đích thị là con rể của nhà chúng tôi. Vậy bây giờ xin mời bà con cùng tham gia. Thưa bà con, tôi xin có đôi lời cùng với bà con ạ. Đào. Dạ. Ra đây con. Nhanh lên. Ra đây. Dạ thưa mẹ, con đây ạ. Kính thưa bà con, như bà con đã biết đấy, nói về sắc đẹp thì ở làng ta nổi tiếng là đẹp nhất tổng này. Nhưng mà nói về sắc đẹp để hoa nhường và nguyệt thẹn thì cả cái làng này chỉ có tôi đây. Và cô Đào, con gái của phú ông. Vâng, như bà con đã biết rồi đấy, con gái tôi năm nay đã đến tuổi cập kê. Và thực ra ấy là gia đình tôi đang lâm vào một... gia đình tôi là đang rất muốn kén rể, tìm cho con gái tôi một chàng rể phải xứng tầm, phải giàu có, phải đẹp trai để xứng tầm với con gái của tôi. Vâng, để mà nói về cái sự giàu có và quyền uy thì cả làng này cũng biết là không ai qua được ông Lý Hách đây. Đúng. Vâng, và thưa bà con, cuộc kén rể của gia đình chúng tôi hôm nay xin được phép bắt đầu ạ. Nếu mà nói về sự giàu có thì cả cái làng này không ai qua được Lý Hách, đúng không? Đúng. Cho nên là em Đào chắc chắn là sẽ thuộc về tôi. Cái tổng này ai muốn thi với Lý Hách thì đứng dậy. Ông Lý Hách, ông đã nói như vậy thì ông có lễ vật gì mang ra đây? Dạ, dạ đây ạ. Bò ơi, phải có báu vật. Mà báu vật gì nhỉ? Có biết báu vật nhà mình để ở đâu không? Này, sao mày chỉ biết ăn như thế? Hả? Mày đúng là ngu như bò ấy.
Thôi, mày cứ ở đây ăn uống no say đi nhá. Tao vào tao tìm vậy. Mày đúng là ngu như bò. Mày còn chạy cái gì? Ôi trời ơi. Ôi, rõ ràng là hôm qua mình vẫn thấy ở đây. Hay là cả mình có kẻ trộm nhỉ? Ôi tôi chết. À, thằng trộm này mày, chắc chắn mình trốn ở trong này rồi mày ra đây. Thằng trộm này. Ai ơi ơi. Thằng trộm này. Mà không phải, mình bé thế này, mình cũng không chui vừa cái chum. Chắc chắn là thằng trộm to hơn, nó cũng không chui vừa được. Thế thì bàn chân vừa như in, chắc chắn đây là chân thằng kẻ trộm rồi. Ôi hàng nước ơi, mất quạt mo rồi, mất báu vật quý rồi. Bố. Từ nay vòng sống ra sao bố? Làm cái gì mày la như thế hả? Bố ơi, mất quạt mo rồi, mất báu vật rồi. Sao? Mất quạt mo rồi á? Dạ vâng, con vào nhà con tìm không thấy đâu. Đây này, bàn chân thằng kẻ trộm đây này. Bố ơi là bố, đây là dấu chân con đấy. Thế à? thế quạt mo đâu hả bố? Bố cất ở chỗ khác rồi, giấu kỹ lắm rồi. Giấu kỹ rồi ạ? Ờ. Đấy. Bố ơi, tại con sợ mất quạt mo. Con nghĩ là phải đào một cái hầm ở đằng sau nhà, sau đó là giấu quạt mo xuống. Như thế không ai lấy được quạt mo của nhà mình bố ạ. Đúng, nhưng mà bố đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được sợ đến nó, không được nghĩ đến nó, ngay cả nằm mê con cũng không nghĩ đến nó. Dạ vâng. Nhưng mà ý nghĩ của con, suy nghĩ của con như thế là được đấy. Được rồi. Khá lắm. Bố sẽ giao tiếp quạt mo cho con để con cất nhá. Ôi, bố nhanh lên, trời sắp tối rồi bố nhá. Đây rồi. Bố mày cất ở chỗ này thì có mà rời tìm. Bờ thì tìm làm sao được hả con ơi? Đây rồi. Này, bố dặn con đây. Dạ. Việc thứ nhất là con phải tìm một nơi thật an toàn vào. Dạ. Thật kín đáo vào nghe chưa? Dạ vâng. Nói chưa? Con phải đào một cái hầm thật sâu vào. Hầm thật sâu? Khoảng 3 tấc. 3 tấc? Không được 3 tấc, phải làm 10 tấc, 12 tấc con nhớ chưa? Dạ vâng, 10, 12 tấc. Này, bố dặn cho con biết. Dạ. Nhớ, con phải đào sâu chôn chặt vào. Vì đây là báu vật vô giá của nhà ta. Báu vật vô giá của nhà ta? Ừ. Có nghĩa là nhà bờm giàu nhất đồng. Đương nhiên, bố nói cho con biết cả cái xã này, cả cái tổng này không ai có báu vật như của nhà ta. Cho nên,
con phải cất thật kỹ vào, đào sâu trong trần phòng để lộ ra. Nó mà lấy đi à, nguy hiểm lắm. Thế thì bờm không đào 10 đến 12 tấc, bờm đào 100 tấc luôn. Đúng. Đây, bố để giao cho con nhá. Mang đi. Chưa. Rồi. Đào thật sâu. Thật sâu. Giấu thật kỹ. Chôn chặt vào. Nhá. Đúng là thằng bờm con trai của bố. À, thưa bà con, bây giờ thì nếu như trong bà con ai mà có báu vật mà giá trị hơn của ông Lý Hách thì xin mời trình ra đây. Còn nếu không có thì tôi xin tuyên bố người trúng tuyển là ông Lý. Xin phú ông cứ từ từ. Lý Hách chưa chắc đã có được nàng nào xinh đẹp đâu. Ôi giời, thế mới lại. Thế ra là ông Lý Cường ấy à. Cứ tưởng là cơn gió đầu đông nó tiễn ông về nơi xa lắm. Rất là xa. Vẫn còn đủ sức để lết tới đây à? Cẩn thận. Này Lý Hách, ngươi định chu ẻo tao đấy hả? Thì sao? Này, tao nói cho biết nhá. Tao có già bằng bố mày hả? Thì tao có đủ sức vắt cổ bố thằng như mày Bạn đi. Hai ông làm sao nhở? Buồn cười thật đấy. Ngày hôm nay gia đình chúng tôi kém rể là mời các ông đến đây để chung vui. Mà chúng tôi là bố, là mẹ của cô Đào thì các ông cũng là con của chúng tôi thôi. Quên. Thì có nghĩa là chúng tôi trong tương lai sẽ là bố, mẹ, vợ của các ông. Đúng không nào? Thế vậy các ông đến đây thì các ông phải trên tinh thần hòa bình đoàn kết chứ. Tại sao lại đánh nhau ầm ĩ cả lên như thế? Đúng. Này, tôi nói sai cái gì ông bỏ qua nhá. Nghe chưa? Dạ. Thế bây giờ ấy, đã hòa bình chưa? Dạ, hòa bình rồi. Tôi tiếp tục nha. Dạ, thưa nhạc phụ, nhạc mẫu. Như nhạc phụ, nhạc mẫu vừa xem đấy. Ê, tên là Lý Hách này ông đền chu ảo tôi. Nó chửi cả dòng họ nhà tôi. Này, thế là bây giờ mày thích gì? Mày nói đi. Thế bây giờ tao hỏi mày thích gì đấy? Mày nói đi. Của mày đâu? Ê, 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 ê. Đã bảo thôi cơ mà. Thôi chưa? Thôi rồi. Thôi ngay. Tôi hỏi hai ông, các ông có muốn làm con rể tôi nữa không? Muốn không? Dạ, muốn có à, con muốn chứ ạ. Có thì tiếp tục. Nào, bây giờ thưa bà con, hội thi kén rể của chúng tôi xin được tiếp tục ạ. Ông Lý, dạ. Này, thế bây giờ ấy, ông có báu vật gì để ông dâng lên cho chúng tôi xem đi. À, báu vật à? À, báu vật đây. Báu vật đây. Gái đâu? Báu vật đây. Cái này là cái gì? À, xin mời ông bà cứ mở ra, cứ mở ra. Mở đi. Nào. Nào, báu vật đã quý chưa nào? À, thì tôi cũng xin thưa với bà con, xin giới thiệu với bà con đôi chút. Đây là một con dê ngọc, giống đúng như một con dê được đức vua nuôi ở trong vườn Khổng Nguyễn. À, đúng. Đức vua vô cùng yêu quý chú nghe. Khi nó qua đời, đức vua cho tặng hai con nghe bằng ngọc để tưởng nhớ. Và quý vị ở đây cũng đang định hỏi tôi là tại sao tôi lại có nó, đúng không ạ? Chính xác. Đức vua vô cùng yêu quý dòng họ Lý Cường nhà chúng tôi vì đã có công lớn với đất nước. Cho nên đức vua tặng cho con nghe bằng ngọc và cho ra dòng họ nhà chúng tôi. Đây báu vật đây bà con chúng ta chiếm ngưỡng đi ạ. Vâng, đây kính thưa bà con, quả thật là con nê của ông Lý Cường hôm nay
thật là giá trị, thật là quý giá, không có cái gì có thể sánh được. Vậy thì tôi xin tuyên bố ông Lý Cường là người quan. Lại cái gì nữa thế? Còn tôi muốn đi kén rể. Này, thằng Bơm, mày đòi kén rể? Dạ vâng ạ. Còn tao nói cho mày biết nhá, ngày hôm nay nhá, nhà tao đang có việc nhá. Mày mà đến đây phá đám mà toánh cho mày tuốt sang đây. Tuốt sang cụt ngay. Bơm mày, Bơm mà định đến kén rể ư? Thế Bơm mà có biết thể lệ cuộc thi không? Ôi, Bẩm có đừng có nằm mơ nữa, tỉnh đi. Lúa mốc, đừng có trời lên mâm xót. Mâm xót đi. Đúng, mọi người bình tĩnh. Hãy để cho tôi nói. Hôm nay tôi đến đây để thi kén rể, chứ không muốn gây rối ai cả. Này, thế mày có biết cuộc thi này là như thế nào không? Tôi muốn hỏi bà con, có phải thể lệ cuộc thi mà Phú ông đưa ra là ai có món đồ quý giá và vô giá nhất sẽ là người giành chiến thắng, có đúng không bà con? Đúng rồi. Để tao nói cho mày nghe nhé. Ông Lý Hách đây cũng đã có đây rồi. Lý Cường thì có con Lê Ngọc của nhà vua ban tặng đây rồi. Thế tao hỏi mày, cái thân mày có cái gì thì trình ra. Có cái gì? Dạ thưa bà con, bà con hãy xem đây. Thưa mọi người, thưa bà con chớ cười. Chắc bà con cũng biết đây là chiếc quạt mo gia truyền của dòng họ nhà Bờm. Trải qua bao nhiêu năm nhưng nó chưa bao giờ cũ cả. Chắc ông Phú ông vẫn còn nhớ, xưa kia dòng họ Phú ông dùng trăm phương ngàn kế muốn giành lấy chiếc quạt mo này nhưng không giành được. Thưa ông Lý Hách, ông có hòm vàng. Thưa ông Lý Cường, ông có con nghê ngọc, quả là quý giá thật nhưng chưa phải vô giá. Chỉ có Bờm đây mới có món đồ quý giá và vô giá nhất. Bà con có đồng ý không ạ? Bà con đồng ý cho Bờm không ạ? Vậy thì ngày hôm nay cô Đào đã thuộc về Bờm. Dạ đúng rồi, thế thắng à? Đi mày! Ôi, quản ra nè! Thưa bà con, cô nào đã thuộc về bơ? Bố đứng dậy. Đào bây giờ là con dâu của bố đấy ạ. Dạ, dạ vâng thưa bố ạ. Anh Bẩm nói đúng đấy ạ. Bây giờ con đã là con dâu của bố rồi ạ. Đúng đấy bố ạ. Ôi, ôi, bố làm gì có tóc đâu mà bố cứ nhổ. Con xin cô, con lại cô. Con đừng nhổ ra bố con thôi nữa. Con ơi, nhà tôi tài sản có gì đâu, có mỗi một con bò này. Cô ơi, nhà tôi đỗ mốc, đâu có dám trèo mâm xót à. Cô, tôi xin cô, tôi nói. Bố ơi, bố, ai bảo nhà mình nghèo? Nhà mình có hẳn quạt mo gia truyền. Mà chính nhờ cái quạt mo đấy mà con mới rước được em Đào về làm con dâu cho bố đấy ạ. Bố nên đồng ý cho vợ chồng con bố nhá. Kìa Đào. Ôi cái gì á? Chiếc quần mo dẫn
truyền. Như thằng bờ miệng tôi lấy được bao nhờ chiếc quạt mo ra truyền.